Số lượng vàng trên thế giới luôn cố định ở một mức nào đó, và số vàng tăng thêm phụ thuộc vào hoạt động khai khoáng. Hiện tại thì trữ lượng vàng của thế giới khoảng 170.000 tấn, trong đó 35.000 tấn được nắm giữ chính thức bởi các ngân hàng trung ương, Bộ Tài chính và các quỹ đầu tư quốc gia. Số vàng này hoàn toàn có thể hỗ trợ cho bất cứ mức độ tài chính và thương mại nào dưới hệ thống bán vị vàng theo một mức giá nào đó. Giá vàng có thể được xác định đơn giản bằng cách lấy tỷ số giữa vàng vật chất với cung tiền. Và thưa anh chị và các bạn, trong những năm gần đây thì cung tiền trên toàn thế giới càng ngày càng tăng cao, và có thể nói rằng là tăng với một cái tốc độ chóng mặt trong cái đợt suy thoái vừa qua 2020, kết hợp với thiên tai và dịch bệnh thì các ngân hàng trung ương trên toàn cầu đã có rất nhiều các cái giải pháp để hỗ trợ kinh tế. Trong số những cái giải pháp đó thì giải pháp in thêm tiền để hỗ trợ kinh tế là một trong những cái giải pháp mà phần lớn các ngân hàng trung ương trên toàn cầu đều sử dụng, dẫn đến cái câu chuyện các ngân hàng in tiền một cách vô tội vạ, nó đã chuyển thành và nó đã làm cho nền kinh tế của chúng ta gặp một cái tình trạng, đó chính là tiền quá dư thừa trong hệ thống thanh toán, trong cái hệ thống cung tiền trên toàn cầu. Và nó đang dẫn đến một cái tình trạng, đó là làm cho các cái loại hàng hóa có tính chất đầu cơ, trong đó thì vàng cũng được coi là một trong những cái hàng hóa đầu cơ, mà nó lại còn là một cái hầm trú ẩn trong những cái thời kỳ mà nền kinh tế trên toàn cầu gặp những cái bất ổn. Người ta tìm đến với vàng để trú ẩn, người ta tìm đến với vàng như một cái cách nắm giữ một loại tiền khác mà nó có giá trị hơn, nó tránh bị mất giá theo thời gian và nó duy trì được cái giá trị, gọi là một trong những cái giá trị nội tại của nó. Với cái mức tăng của vàng trong một năm trở lại đây, chúng ta thấy rằng là chỉ cho đâu đó khoảng tầm hơn một năm thì vàng đã tăng gần 100%, từ mức gọi là trên 1.000 đô cho một troy ounce. Thì ngày hôm nay chúng ta đã thấy cái giá vàng đã cán gần chích sót với cái mốc 2.001 trên một troy ounce. Vậy thì dựa trên các cái biến số và dựa vào những cái phân tích trước đây của chúng tôi, thì chúng ta hoàn toàn có thể định mức được cái giá vàng theo một vài cái giả định mà nếu như các cái ngân hàng trung ương trên toàn cầu hiện nay, bao gồm cả Mỹ, châu Âu, Trung Quốc và các nước lớn trên thế giới đồng ý với cái hệ thống bán vị vàng và sử dụng cái M1 làm cái cung tiền và 40% đảm bảo bằng vàng, thì chúng ta có thể đưa ra một cái mức giá, đó là khoảng đâu đó 10.000 đô cho một gọi là troy ounce. Và nếu cả ba trung tâm kinh tế này đồng ý sử dụng M2 làm cung tiền với tỷ lệ đảm bảo bằng vàng là 100%, thì mức giá vàng còn có thể lên tới 50.000 đô la Mỹ cho một troy ounce. Lý do tại sao người ta lại muốn bỏ đi cái bán vị vàng, lý do tại sao các nước trên thế giới lại không đồng ý hoặc là phủ quyết hoặc là đổ lỗi cho bán vị vàng là một trong những nguyên nhân gây ra khủng hoảng kinh tế, gây ra suy thoái kinh tế. Lý do quan trọng nhất mà người ta muốn, đó là không có bất kỳ một cái thứ gì đó có thể níu chân hay có thể làm cản trở cái công việc gọi là in tiền tăng một cách gọi là vô tội vạ cái lượng cung tiền vào nền kinh tế. Và nếu như anh chị và các bạn để ý kỹ, anh chị và các bạn có thể đâu đó đã bắt đầu nhận ra được rằng là cái tốc độ tăng trưởng kinh tế trên toàn cầu rất là thấp luôn. Hiện nay thì GDP trên toàn cầu trong cái giai đoạn gần đây nhất mà chúng ta có thể biết thì nó nằm ở trung bình đâu đó khoảng 2.5-3% tăng trưởng GDP trên toàn cầu. Dân số thế giới thì tăng đâu đó khoảng tầm từ 1.2-1.3% trên toàn cầu trong suốt gần 10 năm trở lại đây. Và cái sản xuất trực tiếp, gọi là cái vàng được khai thác thêm, nó cũng chỉ nằm ở đâu đó ở cái mức trung bình là 1.2-1.5% trong mỗi năm.
Tuy vậy thì cái cung tiền trên cái cơ sở mà gọi là bơm tiền của Fed cũng như là cái mức độ cung tiền của các cái nền kinh tế hiện nay thì nó được thống kê và đánh giá nằm đâu đó khoảng 22-30% cho tùy theo từng quốc gia, và tính chung cái lượng cung tiền của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed thì nó nằm ở đâu đó khoảng tầm 22,5%. Để chúng ta thấy được rằng là cái sự bất cân xứng giữa cái cung tiền trên toàn cầu và cái tốc độ tăng trưởng của những thứ khác, nó dẫn đến cái câu chuyện đó là rõ ràng người ta không muốn, đặc biệt không muốn sử dụng bất cứ một thứ gì đó làm bán vị, hay là nếu nói cách khác là bán vị vàng phải được xóa sổ. Và người ta đã tìm rất nhiều cách, trong đó cái cách mà người ta dùng đó là tìm mọi lý do để đổ lỗi cho vàng, và cuối cùng họ đã bỏ đi bán vị vàng vào năm 1970. Cho đến nay thì sau khi bỏ đi bán vị vàng thì cái tốc độ cung tiền cơ sở của Fed nói riêng và toàn các ngân hàng trung ương trên toàn cầu nói chung thì thực sự là tốc độ tăng này phải được coi là một trong những thứ mà không có cái gì tăng nhanh bằng tốc độ cung tiền cơ sở trên toàn thế giới. Vậy thì giữa cái lúc mà thiên tai dịch bệnh hiện nay nó đang diễn ra vô cùng phức tạp thì chúng ta hoàn toàn có đầy đủ những cái suy luận, những cái căn cứ để chúng ta thấy được rằng vàng hiện nay đang đóng được một cái vai trò cực kỳ lớn, và hay không muốn nói là vô cùng lớn, trong cái việc là một cái hầm trú ẩn cho các nhà đầu tư không ưa rủi ro trên toàn cầu. Và nó đã phát huy tối đa cái vai trò là cái hầm trú ẩn những lúc, những thời điểm như hiện nay là những thời điểm bất ổn, thì chắc chắn dòng tiền trên thế giới sẽ tích cực chảy về cái hầm trú ẩn của mình. Và chính điều đó đã làm cho giá vàng tăng trong giai đoạn vừa qua, mức tăng mà nhiều người, nhiều trong số những cái giới đầu cơ chuyên nghiệp hay là những nhà đầu tư gọi là có nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường cũng thèm muốn, khát khao, là bởi vì nó đem lại cái mức lợi suất lên tới 35-50% cho một cái khoản đầu tư mà nếu mua được vàng ở cái mức giá thấp. Vậy thì chúng ta có thể gói gọn cái video này với những cái lý do, những lập luận để chúng ta thấy được rằng là có 5 cái nguyên nhân cơ bản sau đây sẽ là cái động lực tác động làm cho vàng rất có thể sẽ tiến gần hơn đối với cái mức giá định giá đó là 10.000 đô trên một gọi là troy ounce, hay nói cách khác là khoảng 230 triệu đồng trên một cây vàng tại Việt Nam. Chúng ta quy đổi theo cái tỷ giá là 1 đô la ăn 23.000 Việt Nam đồng, thì chúng ta tạm nhân 10.000 đô với 23.000 thì nó nằm ở khoảng tầm 230 triệu trên một cây vàng. Vậy đâu là những lý do thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào từng cái lý do cụ thể một. Lý do đầu tiên mà chúng ta sẽ nhìn thấy nhất đó là cái tốc độ in tiền để hỗ trợ nền kinh tế của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Hay nói cách khác, đây là cái cung tiền cơ sở của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đang tăng rất nhanh, dựa trên cái nền tảng cơ sở rằng là Fed họ đổ lỗi hoặc là họ cho rằng cần phải bơm tiền nhanh hơn, mạnh hơn, khủng khiếp hơn để hỗ trợ nền kinh tế đang gặp khó khăn do Covid-19, do những cái ảnh hưởng của thương chiến Mỹ-Trung tác động lên nền kinh tế và làm cho nền kinh tế của họ quý 1 và quý 2 đã có cái sự suy giảm về tốc độ tăng trưởng. Đặc biệt quý 2 đã suy giảm tốc độ tăng trưởng lên tới gần 35%, thì họ in càng mạnh, in càng nhiều, in càng lắm, in càng khốc liệt và gọi là không ngừng nghỉ bao nhiêu, thì cái niềm tin vào cái đồng đô la càng ngày nó càng mất đi và nó hoàn toàn có thể tan biến. Và khi nó tan biến thì đây là lý do đầu tiên cái việc mà giá trị của vàng mà được ấn định theo đồng đô la sẽ tăng mạnh và đột ngột. Vàng đơn giản nó chỉ là một loại tiền, và người ta có thể nắm giữ vàng, có thể nắm giữ đô, có thể là giữ tiền mặt theo cái đồng nội tệ của mỗi quốc gia, có thể để ở bất kỳ một cái trạng thái nào tùy vào cái nhu cầu nắm giữ của mỗi công dân trên toàn cầu. Tuy vậy thì khi mà đồng vàng, đồng tiền vàng được neo đậu vào đồng đô bị mất niềm tin thì giá trị của đồng đô sẽ suy giảm đột ngột, và khi niềm tin vào đồng đô hoàn toàn không còn nữa thì chắc chắn anh chị và các bạn biết được rằng cái sự neo đậu này nó không còn nữa, và cái giá trị của vàng nó sẽ trả lại đúng cái giá trị thực tế của nó, đó chính là cái giá trị làm cái bán vị mà cả hàng trăm năm trước người ta vẫn dùng.
Và khi mà người ta dùng với cái vai trò là bán vị, với việc các nền kinh tế lớn trên thế giới sử dụng cái vàng, quay trở lại cái giai đoạn vàng làm cái bán vị, hay là làm cái nền tảng để gọi là quy đổi và tính toán cho cái mức cung tiền cơ sở, thì với 40% dự trữ theo quy định của cái M1, tức là cái lượng cung tiền cơ sở M1, thì giá vàng đã có thể sẽ đạt 10.000 đô rồi. Thưa anh chị và các bạn, có ai trong các bạn đặt ra câu hỏi rằng là Fed in tiền dựa trên cái cơ chế nào không ạ? Thưa anh chị và các bạn, là để được in tiền, để được bơm tiền vào nền kinh tế, thì trong cái bảng cân đối tài sản của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed bắt buộc phải mua vào một thứ gì đó để có thể đẩy tiền vào nền kinh tế. Có thể là chứng chỉ có giá của các ngân hàng thương mại, của ngân hàng mà dưới sự chi phối của Fed. Có thể đó là trái phiếu chính phủ 10 năm, 20 năm, 50 năm, thậm chí là trái phiếu chính phủ dài hạn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ được nâng tỷ lệ lên để đẩy tiền ra nền kinh tế. Và một trong số những cái tài sản mà Fed rất có thể sẽ mua vào để đẩy tiền vào nền kinh tế đó chính là vàng, thưa anh chị và các bạn. Quay lại với cái bảng cân đối tài sản của Fed và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, thì ta thấy được một điều mà chúng ta thường thấy trên cái dòng đầu tiên của cái bảng cân đối tài sản, thì chúng ta thấy được cái dòng đó là tài khoản chứng chỉ vàng. Và cái tài khoản chứng chỉ vàng này được ghi trong bảng cân đối tài sản với cái giá trị đâu đó khoảng tầm 11 tỷ đô la Mỹ. Và khoản mục này được ghi nhận hoàn toàn theo cái giá gốc. Vậy thì liệu cái giá trị khoản mục này sẽ là bao nhiêu nếu ghi nhận theo giá thị trường, giống như là ghi nhận theo giá thị trường của cái trái phiếu chính phủ mà của Mỹ đang nắm giữ? Bởi vì sao? Bởi vì nếu như chúng ta chỉ nhìn trên cái câu chuyện đó là 11 tỷ đô la Mỹ cho cái giá gốc của thời điểm ban đầu của cái giai đoạn mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed gọi là bỏ đi cái bán vị vàng, vậy thì chúng ta muốn tìm hiểu cái tài khoản chứng chỉ vàng này thì phải quay lại ngược về năm 1913 và dừng lại ở năm 1934, khi mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ được thành lập vào năm 1913. Thì các ông chủ sở hữu tư nhân của Fed, các ngân hàng tại mỗi quận được yêu cầu là sẽ chuyển số vàng của họ đến một trong các ngân hàng dự trữ liên bang của khu vực. Đây là bước đi đầu tiên trong cái việc chuyển số vàng vật chất vào tay một số ít những nhân vật, một chủ đề mà chúng ta sẽ được thảo luận, được trao đổi và chia sẻ nhiều hơn trong cái câu chuyện đó là tại sao Fed lại là một trong những ngân hàng tư nhân duy nhất và lớn nhất trên toàn cầu hiện nay. Câu chuyện của chúng ta là bây giờ đang tìm xem là cái bảng tài khoản, gọi là cái bảng cân đối kế toán, bảng cân đối tài sản của Fed, thì tại sao cái mức giá 11 tỷ đô la Mỹ này thì tương đương với bao nhiêu tiền hiện nay? Vào năm 1934 thì chính phủ Mỹ đã thâu tóm hoàn toàn số vàng từ Cục Dự trữ Liên bang và đưa nó về Bộ Tài chính Mỹ. Hầm vàng được xây dựng vào năm 1937, một phần cất giữ số vàng của Fed và phần còn lại để giữ số vàng tịch thu được từ người dân Mỹ vào năm 1933. Theo cái đạo luật dự trữ vàng năm 1934 thì chứng chỉ vàng được phát hành bởi Bộ Tài chính Mỹ cho Cục Dự trữ Liên bang. Cả hai bên ghi nhận vào bảng cân đối tài sản của mình và thoát khỏi mục điều chỉnh của hiến pháp theo cái điều khoản không sử dụng tài sản tư nhân cho công chúng mà không có khoản bồi thường hợp lý nào. Bộ Tài chính lấy vàng của Fed và đưa cho họ khoản bồi thường hợp lý dưới dạng chứng chỉ vàng. Các chứng chỉ vàng được ghi nhận theo giá trị thị trường năm 1971 là tại cái mức giá 42 đô la Mỹ trên một ounce, và sử dụng mức giá này vào thông tin bảng cân đối tài sản của Fed. Và như vậy là với cái mức giá 42 đô la cho một ao tại cái thời điểm năm 1971, thì đến ngày hôm nay nếu tính theo cái giá thị trường hiện nay là hơn 2.000 đô, thì chúng ta sẽ nhân với đâu đó là 5 nhân 4 là bao nhiêu ạ? Là 20, là mới là 50 lần nữa, đúng không anh chị các bạn? Thì chúng ta sẽ thấy đâu đó thì cái mức giá tài sản mà thực tế nếu tính theo giá thị trường
nó gọi là cái chứng chỉ vàng mà ghi trên cái bảng cân đối tài sản của Fed thì phải là khoảng bao nhiêu anh chị các bạn? Khoảng hơn 500 tỷ ạ, đúng không ạ? Đúng không anh chị các bạn? Người ta cho rằng vàng không phải là một hoạt động đầu tư. Về cơ bản, vàng chỉ là một loại tiền. Vậy thì chúng ta để tiền vàng, hay chúng ta để tiền đô, hay chúng ta để ở một cái trạng thái tiền gọi là tiền kỹ thuật số, thì về cơ bản nó không đem lại cái giá trị đầu tư. Vàng không phải là hoạt động đầu tư vì nó không có rủi ro và không có tỷ suất sinh lợi. Lời chỉ trích nổi tiếng của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett về vàng là nó không có tỷ suất sinh lợi và do đó nó không tạo ra lãi kép cho tài sản của mình. Vàng không có lợi tức vì không hề có rủi ro. Nếu bạn mua một ao vàng và giữ nó trong 10 năm, cuối cùng nó vẫn chỉ là một ao vàng, không nhiều hơn hay không ít hơn đi một chút nào. Tất nhiên, giá vàng tính theo đồng đô la của một ao vàng có thể thay đổi đáng kể trong 10 năm. Nhưng đây không phải là vấn đề của vàng, đó là vấn đề của đồng đô. Để có được tỷ suất sinh lợi từ hoạt động đầu tư, bạn phải chấp nhận rủi ro. Với vàng, rủi ro ở đâu? Không có rủi ro đáo hạn, thì vì vàng vẫn là vàng, không thể đáo hạn vàng thành vàng 5 năm sau từ vàng hiện nay. Hôm nay nó là vàng và mãi mãi như thế. Vàng không có rủi ro của người phát hành vì không ai phát hành ra vàng được cả. Nếu bạn sở hữu vàng, bạn sẽ mãi mãi sở hữu vàng. Vàng không có rủi ro về hàng hóa. Với những loại hàng hóa khác, bạn phải xem xét các rủi ro khi mua nó. Khi bạn mua ngũ cốc hay là mua một loại hàng hóa nào đó, bạn sẽ lo lắng liệu có sâu bọ bên trong không, liệu có ngũ cốc này là tốt hay xấu. Điều tương tự cũng xảy ra với dầu. Có tới 75 loại dầu khác nhau trên thế giới, nhưng vàng hoàn toàn nguyên chất, nó là nguyên tố hóa học số 79. Vàng vẫn mãi mãi là vàng. Vậy vàng không phải là hàng hóa. Vàng gần như không có ngành công nghiệp nào sử dụng vàng, không phải là một loại hàng hóa vì nó không phải là nguồn đầu vào quan trọng cho bất cứ sản phẩm công nghiệp nào. Chỉ có một ít ngành mà thôi. Hãy quan sát các loại hàng hóa khác đồng được sử dụng cho các loại dây và đường ống. Bạc thì có quá nhiều ngành công nghiệp sử dụng. Các hàng hóa khai khoáng khác được sử dụng làm nguyên liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất. Nhưng vàng thì không làm. Vàng sử dụng cho một số ngành điện tử để phủ bên ngoài, làm chất liên kết và một số công cụ khác. Nhưng về cơ bản, việc sử dụng vàng vẫn rất hạn chế. Chúng ta đã biết rằng vàng đang được giao dịch trên thị trường hàng hóa và được báo cáo trong phần hàng hóa của các website. Bất kể những người báo cáo mô tả hành động giá của vàng như là phí giao dịch thì vàng không phải là hàng hóa. Nhận thức điều này rất quan trọng đối với các nhà đầu tư vì có nhiều yếu tố tác động đến giá hàng hóa nhưng không tác động đến giá vàng theo một cái cách tương tự giống như cái giá hàng hóa. Theo cái tình huống ví dụ như là đại suy thoái chẳng hạn thì nền kinh tế, vấn đề là kinh tế đau đầu lúc này là giảm phát. Giá hàng hóa của các sản phẩm công nghiệp khác thì giảm trầm trọng, kể cả giá dầu. Nhưng từ năm 1929 đến năm 1933 thì giá vàng tính theo đồng đô la không bị giảm phát. Nó vẫn duy trì cố định ở mức 20,67 đô la Mỹ trên một ounce. Và vàng đang hoạt động với chức năng là tiền tệ, nó không phải là vai trò hàng hóa. Trong những cái vấn đề mà chúng ta đặt ra thì chúng ta thấy rằng là vàng đặc điểm của nó cơ bản nó chỉ là một loại tiền tệ và nó là cái hầm trú ẩn khi nền kinh tế trên toàn cầu có vị chuyện, có việc. Người ta sẽ không mãi ngồi trong hầm trú ẩn nhưng người ta sẽ kéo đến một cách lũ lượt hay thậm chí hay được dùng tới cái từ đó là người ta sẽ kéo tới ầm ầm để chui vào cái hầm trú ẩn. Để làm gì? Để tránh bom đạn, để tránh thiên tai, để tránh dịch bệnh, để tránh rủi ro. Khi mà rủi ro nó đang ầm ầm ập tới thì chắc chắn rằng với cái tốc độ kéo tới, với cái tốc độ lại là lũ lượt kéo tới để chui vào hầm trú ẩn thì giá vàng còn tăng, tăng, tăng và tăng. Cái điều mà chúng tôi muốn nói tới, đưa ra cái con số 10.000 đô để anh chị và các bạn chẳng qua là để làm cho anh chị và các bạn cảm thấy có một cái dấu mốc cụ thể để chúng ta cảm thấy tin vào cái sức tăng của vàng. Còn tăng đến bao bao giờ, tăng đến khi nào, tăng đến cái mức độ nào thì
chúng ta cần phải quan sát thực tế trong nền kinh tế hiện đang diễn ra. Liệu những cái bất ổn của nền kinh tế, liệu cái hầm trú ẩn sẽ được trú bao lâu, và người ta lũ lượt kéo vào hầm trú ẩn sẽ ngồi trong hầm bao lâu, nó phụ thuộc hoàn toàn vào các cái yếu tố thiên tai, dịch bệnh và các cái vấn đề liên quan đến đại suy thoái hiện nay đang diễn ra. Thời gian ngồi trong hầm trú ẩn càng lâu thì giá vàng càng tăng, và mức tăng của nó không chỉ là 10.000 đô, thậm chí 50.000 đô cho một ounce vàng là hoàn toàn có thể, thưa anh chị và các bạn. Năm 1922 đến năm 1944, các nhà đầu tư hôm nay có thể nhìn về tương lai và tự hỏi rằng cái quy tắc mới gì sẽ được xác lập vào thời gian tới, khi mà cái bản vị vàng bị xóa bỏ và người ta cho rằng là vàng sẽ bị lãng quên và không còn giá trị gì, cũng không đóng vai trò là cái loại tiền tiền tệ để thanh toán. Nhưng thực tế cho thấy trong hàng nghìn năm qua, thậm chí vài nghìn năm qua, thì vàng mãi mãi không bao giờ bị lãng quên. Vàng được cho là bị lãng quên từ khi mà chấm dứt các cái gọi là các cái hiệp định liên quan đến bán vị vàng của nước Mỹ, loại bỏ bán vị vàng từ thời điểm đó. Thì cũng từ đây thì hai thế hệ sinh viên được dạy dỗ cẩn thận bởi các nhà hoạch định chính sách và kinh tế để tin rằng vàng không còn đóng bất cứ vai trò gì trong hệ thống tiền tệ quốc tế. Nhưng thực sự vàng không bao giờ bị lãng quên. Tầng lớp tinh hoa không ngừng nói về nó và không, và công chúng đến ngày hôm nay cũng đang và không thể nào phớt lờ đi được. Bởi vì giá vàng, nếu vàng không có giá trị gì, tại sao nước Mỹ lại cất giữ tới gần 8.000 tấn vàng, thưa anh chị và các bạn? Chúng ta sẽ được chia sẻ và trao đổi nhiều hơn vào phần 2 của cái câu chuyện về vàng và những lý do làm cho giá vàng hoàn toàn có thể cán mốc 230 triệu đồng trên một cây vàng tại Việt Nam, hay 10.000 đô cho một ounce vàng tại thế giới, hoặc có thể là cao hơn, hoặc có thể là thấp hơn, hoặc có thể thời gian mà chúng ta trú ẩn ở trong vàng nếu lâu càng lâu thì giá vàng càng tăng, và mức tăng hoàn toàn có thể nằm ngoài tất cả những suy nghĩ của các nhà hoạch định chính sách, cũng như nằm ngoài các dự báo của các chuyên gia từ trước đến nay chưa bao giờ nghĩ tới và dám nghĩ tới rằng giá vàng có thể sẽ tăng nữa. Chúng ta sẽ gặp lại trong phần 2 của video ngày này vào thời gian sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn. Nếu cảm thấy video này hữu ích, nghe được thì anh chị và các bạn vui lòng để lại cho Thắng một cái like, để Thắng có thể cùng với anh chị và các bạn trao đổi nhiều hơn về vàng, nói nhiều hơn về những lý do khiến vàng có thể tăng cao hơn, nhiều hơn. Và con số 230 triệu đồng trên một cây vàng chỉ có admin khùng Lê Văn Thắng mới nghĩ ra. Đó là tựa đề của video phần 1 ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn. Tôi quên một cái ý mà muốn trao đổi và chia sẻ với anh chị và các bạn, đó là Thắng đã bắt đầu chính thức là nhận gọi là chuyển khoản đóng cái phần học phí của cái lớp online mà anh chị và các bạn đã đăng ký trong thời gian trước đó. Phần nội dung cụ thể như thế nào được để lại trong phần mô tả nội dung của video này, thì anh chị và các bạn có thể đọc cái phần mô tả nội dung của video này để có thể bắt đầu chuyển khoản tham gia cái lớp online. Hạn cuối cùng cho cái việc gọi là nhận chuyển khoản 99.000 đồng cho cái lớp gọi là online của chúng ta, mini basic về cái thời điểm xuống tiền của chúng ta, bắt đầu sẽ có vào khoảng nửa cuối tháng 9 năm 2020. Chúng ta sẽ chấm dứt cái việc ngừng cái việc gọi là nhận cái tiền phí tham gia cái khóa này vào ngày 15 tháng 9. Thì anh chị và các bạn có thể xem phần nội dung để có thể hoàn tất cái việc gọi là đăng ký tham gia cái lớp này của mình và nhận cái xác nhận gọi là đăng ký thành công. Cảm ơn anh chị và các bạn đã luôn quan tâm, ủng hộ và đồng hành với Thắng ơi, với Kinh tế và Cuộc sống, với
những gì mà chúng tôi đã cố gắng để sưu tầm, để nghiên cứu, để trao đổi và chia sẻ với anh chị và các bạn có thêm một góc nhìn mới về vàng. Tất cả những thứ mà chúng tôi nói trao đổi đều là một góc nhìn khác để anh chị và các bạn có thể tham khảo. Nó không phải là quyết định đầu tư, nó không phải là thông tin để anh chị ra quyết định, và chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm với tất cả bất kỳ một cái quyết định đầu tư nào mà anh chị sử dụng cái nguồn thông tin tham khảo của chúng tôi. Cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều.